Đây là cái đai của võ cổ truyền Việt Nam ha. Thắt đai võ cổ truyền Việt Nam, bạn mở cái đai ra như thế này ha. Là con trai thì bạn để cái tua ở bên trái, còn nữ thì bạn để tua bên phải ha. Rồi, bây giờ bên trái thì mình để cái tua này ngắn. Đưa qua đai này, đưa qua hông này, đưa cái đai qua hông. Sau đó vòng, vòng cái dây qua, đưa lên trên, lại vòng qua một vòng nữa ha. Cái đai nó dài lắm ha. Vòng qua một vòng nữa để cho hai tua nó gặp nhau bên này. Đây, gặp nhau bên này xong, bạn sẽ xếp cái tua kia này, xếp một cái tua lên trên, rồi luồn tay qua kéo lên này, kéo lên để cho nó dư ra một khúc như vậy, nhớ nhá, cho ra trên này có một cái nơ, dưới này một khúc. Sau đó bạn thắt cái dây kia còn lại vào cái vòng, vào cái nơ đó, rồi cầm cái nơ kéo cho cái dây này xuống này, ra như vậy, rồi kéo xuống đấy. Dây dài thì chúng ta có thể có cái chữ tên ha. Đó, được chưa? Bạn thắt siết chặt lại rồi chỉnh chỉnh lại đây, chỉnh đổ lại đằng sau cho thẳng. Đây, đây là cách thắt đai võ cổ truyền Việt Nam ha.